Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ ký văn bản trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đối tượng và mức quà tặng vẫn giữ nguyên như năm 2024 với hai mức giá là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Như vậy, theo tờ trình này, thì tổng số đối tượng có công với cách mạng được tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là hơn 1,6 triệu người thuộc 14 nhóm đối tượng khác nhau. Tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là hơn 506 tỷ đồng. Số tiền này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Chính phủ kế hoạch nghiên cứu quy hoạch hai tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng - Lạng Sơn, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái - Quảng Ninh để kết nối với Trung Quốc. Hai tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái khi được đầu tư khổ đường là 1,435 mm để kết nối Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc để nghiên cứu, lập quy hoạch, làm cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Bộ cũng đã giao cho Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc để triển khai nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết, hoàn thành vào năm 2025, làm cơ sở để đánh giá tính khả thi và xác định lộ trình đầu tư. Thưa quý vị, gần đây thì có một cái trang mua sắm trực tuyến cũng đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là những người tiêu dùng có thói quen mua sắm online, đó chính là Temu. Và theo Bộ Tài chính thì về khía cạnh quản lý thuế, Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như là Google, Facebook. Chính phủ yêu cầu Tổng cục Thuế kiểm tra lại việc lập hồ sơ thu thuế đối với sàn thương mại điện tử Temu đang tiến hành đến bước nào. Hiện thì Tổng cục Thuế đang cho kiểm tra dữ liệu và yêu cầu đến kê khai nộp thuế. Trường hợp không nộp sẽ tổ chức thanh tra và xử lý. Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Thang, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội dự kiến đưa vào hoạt động bắt đầu đón bệnh nhân từ quý 1 năm 2025. Bệnh viện có quy mô là 300 giường bệnh nội trú, khám ngoại trú khoảng từ 1.000 cho đến 2.000 lượt bệnh nhân cho một ngày. Dự án được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, đội ngũ cán bộ y bác sĩ năng lực chuyên môn cao với các chuyên khoa sâu, góp phần giải quyết tình trạng quá tải Bệnh viện Nhi Trung ương trong nội thành. Cơ sở này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên khoa y cho cả nước. Dự kiến là sẽ có khoảng 400 cho đến 500 cán bộ nhân viên là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý, nhân viên hành chính sẽ làm việc tại cơ sở 2 ngay khi cơ sở này đi vào hoạt động để phục vụ cho người dân. Một câu chuyện ở thành phố Đà Nẵng, và để giữ vững danh hiệu đứng đầu về chuyển đổi số thì Đà Nẵng, địa phương được biết đến, luôn có nhiều đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trên lĩnh vực công nghệ số, đã gắn chặt cải cách hành chính với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, gần 100% số hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến và đã được số hóa, liên thông hồ sơ điện tử hai nhóm thủ tục hành chính theo đề án 06 của Chính phủ. Về công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn phường đã được cán bộ công chức phường triển khai thực hiện khá là tốt. Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn là đơn vị đầu tiên của Đà Nẵng cấp đổi giấy phép lái xe ô tô ngay sau khi khám sức khỏe tại đơn vị. Không chỉ số hóa bệnh án, bệnh nhân sẽ thanh toán viện phí qua mã QR code. Để bệnh nhân thanh toán trực tiếp trên cái phiếu chỉ định xét nghiệm, và cái này là giảm đi cái khâu mà bệnh nhân phải xuống dưới phòng viện phí thanh toán. Cái mục đích cuối cùng đem lại sự tiện lợi cũng như giảm được cái thủ tục hành chính cho người dân khi đến khám bệnh. Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ thủ tục hành chính một cửa ba cấp từ thành phố đến phường xã. Việc nhận và ban hành văn bản điện tử có ký số đã liên thông 4 cấp, hoàn thành kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhận được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Cần tạo nên một cái hạ tầng chung. Với cái hạ tầng chung thì và các cái quy trình chung thì cái việc cải cách đó nó mới phát triển được. Nếu mà chúng ta không tạo nên hạ tầng chung trong cái việc chuyển đổi, thì ví dụ như trong vấn đề hành chính đi, thì việc đầu tiên á, trước tiên của cái việc chuyển đổi số nó là số hóa, thì chính quyền phải số hóa. Số hóa là từ không chỉ là từ quy trình từ công nghệ mà phải số hóa từ con người. Trong vừa rồi chúng tôi đã làm một số thủ tục, xin thủ tục thôi, thì qua công nghệ số đánh giá rất là cao và chúng tôi đỡ rất là nhiều thời gian đi lại và được cấp rất là nhanh. Và đó là một, tôi nghĩ rằng đây là một bước khởi đầu rất là tốt, và trong tương lai tất cả doanh nghiệp cũng như tất cả người dân đều được thực hiện cái công nghệ số này thì tôi nghĩ rằng là xã hội sẽ phát triển rất là cao. Đà Nẵng đã xác định
Cải cách hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Đây là tiền đề vững chắc để thành phố triển khai chính quyền đô thị, thành phố thông minh, tập trung phát triển kinh tế số, chính quyền số và xã hội số. Một sự kiện đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên lễ hội khinh khí cầu Tràng An Quốc Vương được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình với quy mô lớn. Lễ hội khinh khí cầu Tràng An Quốc Vương năm 2024 diễn ra từ ngày 26 cho đến ngày 29 tháng 10. Trong những ngày diễn ra lễ hội thì du khách còn được tham quan, thưởng thức hàng trăm gian hàng trưng bày đặc sản của tỉnh Ninh Bình và cả nước. Hiện nay thì nhiều gian hàng đã được bày biện từ sớm để tạo không khí sôi động và nhộn nhịp. Việc tổ chức lễ hội khinh khí cầu sẽ tạo cơ hội để Ninh Bình có thêm sản phẩm du lịch mới, hiện đại, đặc sắc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở một số tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh như là đường Nguyễn Tất Thành quận 4 và đường Sô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh, đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Và thời gian qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng AI điều khiển đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực ở một số tuyến đường để giải quyết tình trạng kẹt xe. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông một số khu vực như sự quá tải của hạ tầng, thời tiết mưa to kết hợp với triều cường, nhiều người dân trú mưa ở dưới các giả cầu. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng AI điều khiển tín hiệu đèn giao thông theo thời gian thực ở tuyến Ôn Dân Khiêm, Nguyễn Gia Trí. Sắp tới, Sở sẽ triển khai thêm ở ngã tư Hàng Xanh và Đài Liệt Sĩ. Về giải pháp lâu dài, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và có đường trên cao ở khu vực này để giải quyết tình trạng kẹt xe. Đối với đường Nguyễn Tất Thành, giải pháp sắp tới sẽ là cải tạo đường chui dưới giả cầu Khánh Hội để có điểm quay đầu ra bến Vân Đồn. Khi đó, sẽ nghiên cứu đóng tuyến Hoàng Diệu để giao thông được thông suốt. Hiện nay, Việt Nam là vùng đất tiềm năng cho khởi nghiệp, nhưng tỷ lệ startup thành công ở Việt Nam hiện chỉ có khoảng từ 3 cho đến 5%. Và đồng hành cùng với người trẻ để tạo nền tảng vững chắc trước khi khởi nghiệp thì sẽ giúp thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm để biến ý tưởng thành hiện thực. Là sinh viên năm cuối trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Duy Bảo ấp ủ khởi nghiệp về việc thu gom các phế thải từ dầu ăn để tái chế thành nhiên liệu thân thiện với môi trường. Với ý tưởng vậy, Bảo kỳ vọng với cuộc thi khởi nghiệp là điều kiện để trau dồi thêm kinh nghiệm và hiện thực hóa ý tưởng của mình trong tương lai. Đối với em hiện tại là sinh viên thì thứ nhất là em có sự hỗ trợ lớn về định hướng ra cái đường lối cho nó chính xác, xây dựng những kế hoạch chính xác và mình sẽ cần liên hệ ai để thực hiện được cái dự án đó của mình. Đối với sự hỗ trợ của Đại học Quốc gia thì đó là một sự hỗ trợ rất là lớn cho những bạn sinh viên như em, chưa có gì hết, chỉ có ý tưởng thôi, thì em nghĩ nó sẽ là một cái cầu nối rất là vững chắc cho em và những người anh chị có kinh nghiệm từ trước . Vừa qua, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cuộc thi khởi nghiệp để tìm kiếm phát triển những ý tưởng khởi nghiệp và những người trẻ có đam mê khởi nghiệp giỏi kiến thức chuyên môn. Qua đó tạo môi trường cho sinh viên, các bạn trẻ thể hiện các ý tưởng khởi nghiệp để đóng góp cho xã hội. Tạo cái kết nối giữa các bạn có ý tưởng, các top với các doanh nhân lớn, các doanh nhân thành công. Thì thông qua cái đó thì các cái bạn sẽ có được cái sự chia sẻ, các kinh nghiệm của bổ ích của các cái doanh nhân. Thì trong cuộc thi thì các cái doanh nhân vừa là ban giám khảo, vừa là cố vấn, cũng là nhà đầu tư. Nếu như cái dự án hay ý tưởng nó có tính khả thi cao. Với cái mong muốn là tạo ra được một cái sân chơi cũng như là một cái môi trường để cho các bạn thanh niên, các bạn sinh viên có thể là thỏa sức sáng tạo cũng như là có thể là đưa các cái ý tưởng, đưa các cái sản phẩm của mình ra thị trường có thể là kinh doanh được. Với đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của chính phủ đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Để hệ sinh thái ngày càng phát triển hơn nữa, đặc biệt với các học sinh, sinh viên, rất cần sự đồng hành từ các tổ chức, mở rộng các sân chơi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này phát triển.